Đồ Nhật Thanh Huyền xin được kính chào tất cả mọi người. Hôm nay shop xin được giới thiệu đến con bếp từ đôi. Cái dòng này là của hãng sản xuất là Iris Yoyama. Đời sản xuất là cực cao các bác nhé. Date là 2016, rất là khá là cao đó. Mã là EIH1470-B. Tất cả thông tin sẽ ở phía dưới này. Mặt bếp là hai từ này. Đường kính bếp bên tay trái là đường kính 26cm. Bếp phải là đường kính 20cm. Mặt kính soi gương thoải mái các bác nhé. Chúng ta sẽ thao tác bằng cách là ấn và giữ cái nút nguồn này một lúc đó. Lên đèn chưa ạ? Đó, có cái đèn nguồn này. Để nồi lên này. Đó, ấn nút tắt bật đây. Tăng, giảm thoải mái luôn. Có là chế độ hẹn giờ các bác nhé. Đó, shop sẽ để hẹn giờ là 1 phút này. Ok. Tương tự bếp bên trái, chúng ta để nồi lên này, ấn nút nấu này, tăng lên. Bếp bên trái thì công suất sẽ cao hơn là so với bếp bên phải. Bếp bên trái thì công suất của nó là được mức 5, còn bên phải là mức 4. Tổng công suất của con bếp này và của cả hai bếp là 1400W các bác nhé. Đây là tổng công suất của cả hai bếp cộng lại, các bác lưu ý. Và công suất này thì nó tương đương với dùng khi chúng ta dùng một con bếp ga các bác ạ. Nó cũng không phải là quá chậm đâu. Các bác nhìn nó sẽ thấy ngay. Đấy. Tất cả các chức năng đều hoạt động tốt này. Ví dụ hẹn giờ của bếp bên trái này. Shop hiện tại đang để là hẹn giờ 1 phút. Nhìn qua màn hình thì đèn nó nhấp nháy này thôi, nhưng thực chất thì là đèn nó không nhấp nháy các bác nhé. Nó chỉ là sáng đèn thôi này. Chỉ sáng đèn thôi chứ nó không nhấp nháy như video đâu. Đó, các bác có thể thấy có khói bốc lên rồi đúng không ạ? Bếp bên trái này thì công suất cao hơn so với bếp bên phải. Bếp bên trái là đường kính 26cm. Đó, bếp bên phải đã được 1 phút chạy nên là nó sẽ tự ngắt rồi các bác ạ. Đó, chúng ta bật lại để kiểm tra tiếp nhé. Bếp bên trái đây. Bếp này thì cái điểm đặc biệt của nó là nó phải dùng điện 100V các bác nhé. Dùng điện 100V mà chúng ta phải cắm qua đổi nguồn. Đổi nguồn là tối thiểu 20A các bác ạ. Tối thiểu 20A thì mới đủ công suất để mà chạy với cái bếp này. Vì một cái đổi nguồn không bao giờ công ty của họ sẽ quấn cho đủ công suất là 2000V mà chỉ được tầm khoảng 80% của 2000V thôi. Đó, nên là nếu mà dùng cái đổi nguồn 15A này sẽ không đủ công suất được. Đấy, các bác thấy chưa? Cái bếp bên trái này shop hẹn giờ 1 phút là nó đã tự tắt. Đó, đã tự tắt. Hai bếp đều có chức năng hẹn giờ rất là tiện lợi cho mọi người chế biến xào nấu, trong quá trình nấu có thể làm được việc khác mà không cần phải mất thời gian chú ý đến bếp. Đó, bếp bên trái đã sôi lên rồi các bác này. Đó, cái giá của bếp này hiện tại thì shop đang để giá cực kỳ là ưu đãi mềm dẻo, chỉ là 2,2 triệu một con bếp này thôi. 2,2 triệu bảo hành 6 tháng và hỗ trợ trọn đời sau bảo hành các bác nhé. Mặt thì không có bị nứt vỡ gì hết, rất là đẹp. Mặt kính đó. Đó. Và nếu như mà bác nào mà lấy thì đặt cọc, chỉ cần đặt cọc nhẹ 200.000 đồng là shop sẽ miễn ship toàn quốc từ nay cho đến ngày 28 tháng 2 để chào đón xuân Nhâm Dần. Đó, tôi hướng xuống cho các bác. Đó, mọi chi tiết thì xin mời các bác xin liên hệ qua số điện thoại hoặc là Zalo số 0936811346 hoặc số 0901218555. Tắt đi này. Ngoài ra cái bếp bên trái này thì nó còn có cả chế độ xào rán bác nhé. Xào rán này là có từ 150 độ cho đến 200 độ để dùng thoải mái luôn. Đó, sôi lên này. Đó. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh Đồ Nhật Thanh Huyền. Nếu thấy video này hay và hữu ích, xin các bác một like và đăng ký, ấn nút đăng ký ở phía dưới video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.